Kết phiên giao dịch ngày 25 tháng 7 năm 2023, chỉ số VN Index là 1.195,90 điểm, tăng 5,18 điểm. Hôm nay giá thấp nhất là 1.193,34 điểm, cao nhất là 1.199,27 điểm. Và test ở cái mốc gần 1.200 điểm ha các bạn. Về diễn biến đồ thị ngày nè, đây là buổi sáng thì test về cũng gần 1.200 điểm nè, buổi chiều cũng lại quay về test lại 1.200 điểm nè, 1.200 điểm nè. Thấy diễn biến khi mà cái giá nó giảm xuống nè thì cái won nó tăng nè, chứng tỏ là cái lực cầu nó đã chờ sẵn rồi, khi mà giá cổ phiếu mà chiết khấu giảm thì nhà đầu tư đã mua cổ phiếu vào nên nó bật tăng lên, vẫn giữ trong tình trạng sắc xanh nè, không về tham chiếu luôn nữa. Theo quan điểm cá nhân của mình thì nhịp này thì VN Index sẽ vượt qua một mốc 1.200 điểm với các lý do như cái lực cầu nó chờ sẵn rồi, có rất nhiều lực cầu trong cái giai đoạn này. Và ngày hôm nay thì cũng khi mà thị trường nó có giảm xuống dưới thì cái lực bán tháo thì cũng không có diễn ra nhiều, không có bán tháo nhiều. Mặc dù cái vol ngày hôm nay thì cũng rất lớn nha các bạn. Khối lượng là hơn 1 tỷ cổ phiếu. Giá trị là hơn 20.000 tỷ nè, hơn 20.000 tỷ. Về thị trường thì hôm nay có 207 cổ tăng, 250 cổ giảm, 72 cổ tham chiếu. Tác động đến chỉ số index thì hôm nay Vietcombank kéo đóng góp chiều tăng là 3,77 điểm. TCBP thì đóng góp gần 1 điểm. SAB nữa, nửa điểm. Vinamilk, nửa điểm. Về khối ngoại thì hôm nay bán ròng nhẹ hơn 11 tỷ thôi. Về tự doanh thì trong 10 phiên đều tự doanh đều mua ròng hết. Đây cũng là một cái yếu tố cho mình nhận thấy là cái vì tự doanh nó không bao giờ mà mua ở trên đỉnh đâu các bạn. Mình khối tự doanh không bao giờ mua trên đỉnh của thị trường đó. Nên là nhịp này mình nghĩ nó index sẽ vượt qua ngưỡng là 1.200. 1.200, không có giảm ở cái mức này, không có giảm được cái giai đoạn này đâu các bạn. Thanh khoản hôm nay thì cũng sắp xỉ như phiên hôm qua ha. Qua sắp xỉ như phiên hôm qua. Về nhóm ngành nghề đó, đây nhóm ngân hàng tăng. Mấy ngày qua thì nhóm ngân hàng tích lũy, hôm nay nhóm ngân hàng tăng, giữ nhịp thị trường. Qua ngày mai có thể nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản sẽ bật tăng, thì sẽ nhóm ngân hàng giữ giá thì sẽ giúp cho chỉ số VN Index vượt qua khỏi một vùng giá 1.200, đồng thuận với nhóm thép nữa các bạn. Hôm nay cổ phiếu tích cực NVL ha, tham chiếu. DG thì tăng 2,4%.
MSB thì giảm 0,74%, A thì tăng 5,51%. Theo quan điểm cá nhân của mình thì VN Index sẽ vượt khỏi cái vùng kháng cự tâm lý 1.200 điểm trong tuần này. Đó là quan điểm của cá nhân mình. Rồi, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem. Mình luôn chúc các bạn đầu tư thật nhiều lợi nhuận. Rồi, tạm biệt các bạn ha.